Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm đèn quạt không gió HAN HAF. Đây là một sản phẩm ra nhé. Đây là sản phẩm này, phụ kiện này. Đây là phụ kiện này. Đây phụ kiện, đây là sản phẩm quạt không gió. Các bạn chỉ cần đặt cái tấm này lên trên trần và cắt theo đúng kích thước thì sẽ rất là vừa với cái sản phẩm này. Đây là cái nắp này, mình cắt xuống đây. Cắt xuống đây, sau đó thôi.